Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Gia đình và Học đường tại Sài Gòn TV. Và như chúng tôi đã từng nói là chúng tôi sẽ đề cập rất nhiều vấn đề, từ chuyện học hành, phát triển tâm sinh lý của con trẻ cho đến cả những vấn đề của cha mẹ nhưng mà ảnh hưởng trực tiếp đến sự lớn khôn và phát triển của con em của mình. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến một vấn đề tưởng là vô thưởng vô phạt nhưng mà nó có những cái sức ảnh hưởng, cái tác động rất là lớn đối với mỗi gia đình, đó là cái bệnh nghiện cờ bạc hay là máu đỏ đen. Và để trao đổi về vấn đề ngày hôm nay, chúng tôi đã mời được anh Paul Hoàng, là một social worker, và anh cũng là một người rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực là tư vấn, là hỗ trợ và chữa trị những căn bệnh về tâm lý cho bệnh nhân, đặc biệt là có những đóng góp rất là tích cực trong cộng đồng người Việt Nam. Xin cảm ơn anh Paul đã dành thời gian quý báu của anh để đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ, xin chào chị Vi và quý khán giả đang theo dõi chương trình. Dạ, thưa anh Paul, thì thật ra thì phải ngay từ đầu mình có thể nhìn nhận một điều là cờ bạc thực ra là một cái thú để giải trí, để tiêu khiển, phải không anh? Vậy khi nào mà cờ bạc trở thành một vấn đề? Khi mà mình nói về cái bệnh nghiện đi, nghiện cờ bạc hay là các loại bệnh nghiện đi, nó trở thành một cái vấn đề khi nó ảnh hưởng tới cái đời sống của mình, nó ảnh hưởng tới cái sinh hoạt hàng ngày, nó ảnh hưởng tới cái quan hệ mỗi quan hệ giữa mình với người xung quanh, đặc biệt là gia đình. Nhiều khi mình phải nói dối để dối là sợ phải chơi lén lút hay sao? Đi chơi lén lút đó, là có thể là cái giờ mình nên đi làm, mình nói với gia đình mình là mình đi làm nhưng mà thực sự là mình đi chơi bài hoặc là đi cá độ hoặc là đi chơi những cái sinh hoạt đó mà nó nuôi nấng cái nghiện của mình. Cái thứ một lý do khác nữa là có thể là người ta tạo ra những cái mưu để người ta giấu giếm những cái nghiện của người ta, những cái hành vi của người ta. Giống như ví dụ là cái tiền để dành cho con cái mình đi học đại học đi, thì nếu mà hai vợ chồng trong gia đình mà không có thường nói chuyện với nhau và thường theo dõi cái tài chính trong gia đình, tại vì trong gia đình thường là chỉ một hai hoặc là người kia thôi, một trong hai là người theo dõi cái tài chính trong gia đình. Ít khi mà cả hai vợ chồng ngồi xuống với nhau mỗi tháng coi xét lại coi những cái tài chính trong gia đình xài như thế nào, đi đường nào để mình hợp ý với nhau. Thường là một sẽ bán cáo cho người khác, tùy theo người này yếu hay là người này thích về tài chính thì người ta sẽ làm cái công việc đó. Thường những người mà trong cái vai trò mà quản lý cái tài chính á, mà gặp phải cái bệnh nghiện á, thì người ta sẽ di chuyển những cái tiền bạc, những cái số tài chính đi những cái nơi khác để người ta gia đình vợ mình không biết là tôi đi đâu. Có nghĩa là cái người mà nghiện cờ bạc thì thực ra là cũng rất là mệt, cũng rất là stress, phải không anh? Là vì họ phải suy nghĩ tính toán rất là nhiều, là điều động cái số tiền ở bên này đắp vào chỗ kia rồi bị hụt chỗ nọ, và phải tìm cái lời biện minh giải thích với chồng hoặc là vợ của mình nữa, và cả thời gian không có để dành cho con nữa. Chứ thật ra thì Hoàng Vy thấy là ngay cả bản thân mình cũng vậy thôi. Ví dụ như một World Cup vừa rồi đó, không biết là anh Paul có theo dõi hay không, thì nhiều khi trong gia đình bạn bè với nhau thì mình cũng cá độ, cũng cá cho vui. Ví dụ như nếu mà đội tuyển mình yêu thích mà thắng thì mình sẽ được 5 đồng, 10 đồng. Thì cái đó trở thành bình thường. Thì cái giống như cá nhân mình cũng vậy thôi. Những lần mà tới Tết Việt Nam mình thì mình chơi bầu cua tôm cá. Và bài tiếng lên rồi đủ thứ hết trong gia đình ngồi lại với nhau. Từ nhỏ tới lớn là mình biết chơi bài, tại vì trong gia đình mình ai cũng chơi bài hết. Thì lúc nào là lúc mình chơi cho vui, và lúc nào là nó trở thành cái bệnh, là khi mà mình chơi vui xong mình mất 10 đồng, 15 đồng, 100 đồng đi ví dụ đi, xong mình mất xong, mình tiếp tục sinh hoạt được. Nó không có ảnh hưởng cái tâm lý của mình. Nhưng mà nếu mà mình mất 100 đồng rồi, mình không cho ai nghỉ chơi hết, mình bắt mọi phải ngồi lại chơi tiếp để mình lấy lại bài. Nhưng mà thực tế là Hoàng Vy thấy là chúng ta thỉnh thoảng cũng bị cái máu coi như là ăn thua như vậy. Tức là mình chơi là mình cứ muốn gỡ lại. Thì như vậy thì cái đối tượng nào dễ bước qua cái lằn ranh cho phép, cái biên độ cho phép là có thể bị nhiễm cờ bạc hả anh? Thì những cái triệu chứng, những cái hành vi mà đưa đến một người vô cái trường hợp nghiện đó, là người ta có cái cảm xúc là mình, cái tư duy là mình phải lấy lại. Hoặc là cái lần đầu tiên người ta thắng á, người ta cảm thấy quá phấn khởi đi. Và người ta cảm thấy là người ta muốn lấy lại cái cảm xúc đó. Và giống như những người mà nghiện thuốc phiện cũng vậy thôi. Không bao giờ là cái thắng lần thứ hai sẽ giống lần thứ nhất được. Mặc dù mình thắng bao nhiêu cũng vậy thôi, tại vì lần đầu tiên mà mình có cái cảm giác đó, thì cái cơ thể mình nó phát ra những cái hóa chất vui đó, thì cái đấy là mình sẽ không có lặp lại được.
thì cái đó là nên nhiều người ta cứ muốn làm thêm. Ừ. Thuốc phiện người ta hút thêm. Ừ. Uống hút thuốc lá cũng vậy thôi, hay là cà phê mình cũng vậy đi, mình dùng cà phê ví dụ đi, là một cái cũng là một cái nghiện. Thì là lần đầu tiên mình uống một hai hớp thôi là mình đủ để tỉnh rồi. Vì cá nhân với mình đi, mình uống quá nhiều bia, mình uống chả cà phê gì hết. Thì cái người cờ bạc cũng vậy thôi, người ta cứ muốn lấy lại cái cảm giác đó. Ừ. Đặc biệt khi mà người ta, những người mà có gặp phải cái trường hợp nghiện cờ bạc đó là người ta có những cái sự căng thẳng trong đời sống, có thể là vì công ăn việc làm, hoặc là vì trong đời sống cá nhân gia đình, hoặc là đời sống cá nhân bản thân mình, và mình không có đối phó với đấy được vì một cái lý do nào đó. Và khi mà mình đầu tiên mình chơi cờ bạc đấy để cho qua thời gian, để cho mình không phải suy nghĩ đến giải tỏa cái căng thẳng. Đúng rồi. Và khi mà mình giải tỏa đó, trong cái thời gian mình chơi đó, thì mình có những cái cảm giác, những cái hứng mình quên đi được những chuyện đó, thì nó trở thành một cái thói quen là nếu mà mình tới đây á thì mình không có cần phải suy nghĩ đến cái khó khăn của mình. Ừ. Thì nó trở thành một cái thói quen, nó cái coping skill là một cái thói quen để mình đối phó với những cái sự khó khăn trong đời sống mình, những cái sự căng thẳng đó. Thì khi mà mình nói về cái coping skill thì mình có hai phần, một là cái sự lành mạnh và một cái phần dĩ nhiên là không có lành mạnh. Rồi thì cái lành mạnh là mình chơi xong mình về mình tìm cách giải quyết, cái khác mình chơi vui xong hết, còn cái không lành mạnh là nó trở thành một cái vấn đề, nó hướng dẫn đời sống mình thay đổi luôn. Vậy là những cái người mà như vậy thì chúng ta có thể cho rằng họ yếu đuối, họ mình không họ... nên mình không nên dùng cái từ yếu đuối. Tại vì khi mà mình cái từ yếu đuối ấy, nhiều khi nó trở thành một cái stigma, một cái sự hiểu lầm. Khi mà cái bệnh đó, mình mắc bệnh đó, là những bệnh cảm cúm đi, hay là bệnh tiểu đường, hay là bệnh ung thư đi, nhiều khi con người có những cái genetic mutation, hay là những cái gene đó, là người ta có cái cơ hội để dễ mắc bệnh hơn. Có người thì dễ mắc bệnh cảm cúm, có người dễ mắc bệnh ung thư hơn. Thì khi mà người ta gặp đúng cái trường hợp đó thì cái bệnh nó phát ra. Và nhiều người khác á, thì nếu mà người ta biết trước đi, ví dụ đi, mình biết trong gia đình mình thì có cái di truyền là bệnh tiểu đường, mình biết là trong máu mình có cái cơ hội để mình mắc cái bệnh tiểu đường nó cao á, thì mình phải trước đó mình phải phòng ngừa. Mình phải kiêng đồ ăn. Thì những người mà có máu hoặc là có cái di truyền để mắc bệnh nghiện đi, thì người ta phải, một là có thể tránh những cái môi trường đó, hai là người ta có thể thành lập những cái kỹ năng để người ta điều hòa cái cảm xúc của người ta. Để người ta không có gặp phải những cái sự căng thẳng mà nó có thể phát ra cái triệu chứng đó. Như vậy thì trở lại với cái ý anh nói hồi nãy, là khi con người ta gặp cái sự khó khăn trong cuộc sống, thì có những người, người ta chỉ chơi vui rồi người ta về, người ta suy nghĩ cách để giải quyết. Nhưng có những người, người ta gần như là người ta né tránh cái khó khăn đó luôn, và người ta tìm quên trong những cái thú vui. Và Hoàng Vy nghĩ rằng có phải vậy không? Cho nên con người dễ dính vào những cái nghiện khác. Như nghiện ma túy cũng là một loại nghiện giống như vậy, để tìm quên. Thì không biết có đọc thấy là những cái người nghiện cờ bạc, khi mà người ta chơi đến một lúc nào đó rồi thì cái cảm giác được thắng thua nó không còn quan trọng nữa. Mà cái cảm giác ngay khi thua nó cũng tiết ra một cái chất để mà kích thích người ta chơi tiếp và nó cũng hưng phấn như là cảm giác thắng vậy. Có đúng phải không anh? Thì cái chất đó là cái chất mình, cái hy vọng. Là hy vọng là mình sẽ thắng được lại, mình sẽ lấy lại hết những gì mình mất. Thì ví dụ đi, mình có một cái trường hợp là có một gia đình, đây là ở bên East Coast của nước Mỹ. Thì hai vợ chồng này đó là rất là khá giả, rất là nhiều tiền. Thì cũng là hai người là, đều một người là luật sư, một người là làm về CPA. Thì tiền là có nhiều rồi. Và khi mà người vợ bắt đầu khám phá ra là người chồng có vấn đề đó, là cái đó là quá trễ rồi. Tại vì cái lúc đó là lúc đó hai người đấy đầu tiên là đi chơi cờ bạc chung với nhau để cho vui thôi. Xong rồi về tới nhà, tại vì từ cái nơi mà gia đình ở tới cái cờ bạc, cái sòng bài đó là cũng xa lắm. Thì khi mà đi một lần hai lần thì bà vợ thì chơi vui xong về không có nghĩ gì hết. Ông chồng thì bị dính. Thì khi mà ông chồng bị dính đó, là bị bắt đầu tạo ra chuyện để đi gặp khách hàng. Bắt đầu là nói dối rồi đó, phải cái... Nói dối. Rồi sau đó là khi mà bắt đầu mất tiền rồi đó, là ông kéo hết tiền của cái savings account của con cái để đi ra đại học đó, là ông kéo vô. Ông chuyển đi cái này, ông nói là ok, đây là phải cần tiền này cho công việc làm này và cái bằng kia. Xong ông chuyển hết tiền đi luôn.
Xong rồi ông tới mức là bán cái nhà luôn, mất cái title của cái nhà. Và mất hết. Mất hết luôn. Và ông giấu quá, tại vì bà biết là ông rất là kỹ. Nên ông không có cho ai vô phòng ông khi mà ông làm việc ở nhà hết. Nên bà không có quyền để vô nhà để coi những cái giấy tờ ông. Nên bà cũng tôn trọng thôi, bà không có vô. Đến mức là cái bước cuối cùng mà bà khám phá ra đó là bà nhận được cái lá thư ông chồng để lại trên bàn của bà. Thì ông khi mà bà mở ra đọc cái lá thư đó, đấy là cái lá thư là ông đã trình bày hết cái vấn đề của ông. Và ông nói là cái giờ mà em đọc lá thư này là chắc là anh mất rồi. Tại vì ông ý của trong cái lá thư đó là ông đi ra tới cái đồi núi, ông sẽ tự sát. Thì khi mà bà nhận được lá thư đó là bà hoảng hồn. Bà nói là tại sao mình không biết được những cái triệu chứng mà là bắt đầu mọi ra mười mấy năm rồi. Mọi thứ đã quá muộn. Thì ông bà Việt Nam mình đó, ông bà ta thì có một cái câu là cờ bạc là bác thằng bần. Nhưng mà Hoàng Vy nghĩ là nó không chỉ là bần đâu, bần là nghĩ là mất hết mọi thứ, tán gia bại sản, mà là nó ảnh hưởng đến cả cái sinh mạng nữa. Thì trước khi gặp anh Hoàng Vy có đọc thấy một cái con số là người ta nói 20%. Không biết có nhiều đến mức độ như vậy không anh? 20% dân số Hoa Kỳ mà dính vào cái nghiện ngập cờ bạc như thế này. Và tương tự như là nghiện các cái chất khác thì họ đang trải qua những cái sự cô độc, những cái trải nghiệm cô độc và bị rối loạn. Và cờ bạc lại là một trong những cái nghiện mà dẫn đến cái tự sát cao nhất. Đúng rồi. Mà đến 20% dân số lận hả anh? Thì 20% của dân số là dân gặp phải cái bệnh nghiện. Và trong cái 20% so sánh với các bệnh nghiện khác đó là từ khoảng chừng 45-50% của những người bị bệnh nghiện đó là gặp phải các trường hợp mà muốn tự sát. So sánh với các bệnh nghiện khác rất là cao. Và cho người Á Châu mình và đặc biệt là người da đen cũng vậy thôi và những người sắc tộc khác cũng vậy thôi, mà cho người Á Châu mình á, cái nhóm người mà dễ mắc bệnh hơn, cao hơn á, là những người lớn tuổi, những người về hưu. Ồ, vậy hả anh? Chứ còn có phân biệt về giới tính, nam nữ, về nghề nghiệp hay không anh? Cái thống kê nó nói chung, đa số là nói chung, mà đa số người ta khám phá ra trong cái thống kê là cho những người về hưu, những người sống độc thân, là cô lập. Tại người ta không có bạn bè, không có cái môi trường sinh hoạt lành mạnh đó. Khi mà người ta đến cái nơi cờ bạc đó, người ta bắt đầu có bạn bè. Người ta làm quen, đấy rời thành một cái môi trường xã giao. Và khi mà ta xã giao, người ta tới đó, người ta xã giao và người ta chơi và người ta, tiếng Anh nó gọi là association, người ta nhập lại với nhau là cái, đây là một nơi lành mạnh, đây là nơi tốt. Và mình rất là buồn là tại vì bao nhiêu cái sòng bài, có bao nhiêu cái bus trong Little Sài Gòn mình. Để chuyển bao nhiêu các bác đi đến các cờ bạc, cái sòng bài mà đi miễn phí nữa, người ta chở tới đó. Và nhiều người đó, đi nhiều quá và mất nhiều tiền quá là những cái sòng bài cho nơi ở, cho đồ ăn miễn phí đủ thứ hết. Hoàng Vy biết có một cặp cô chú này thực ra là khá là lớn tuổi, 82 tuổi rồi. Chú 82, cô là 75 tuổi, đã rất là lớn tuổi rồi, nhưng mà cũng thuộc dạng gia đình khá giả. Ngày xưa có một những cái cụm nhà hàng, thì bây giờ khi mà càng có tuổi thì các cô chú càng bị nghiện vào cờ bạc và nghiện rất là sâu. Mỗi lần như anh nói đó, cứ đón xe bus ở San Jose, cứ đón xe bus đi đánh bài và bọc trong lận trong người á, một lần 4-5 ngàn để đánh bài. Có người khuyên là cô chú hay sao, tại sao không dành cái đó làm từ thiện để giúp đỡ mọi người, thì cô chú gắt lên nói là cái này là tôi đang làm như vậy tôi mới sống được. Thì rõ ràng là cái tình trạng nghiện cờ bạc này nó không chừa độ tuổi hay bất kỳ một ai hết, và nó có những cái hậu quả rất đáng lường. Và thưa quý vị, chúng tôi đang bàn về những cái hiện tượng nghiện cờ bạc, và chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút dành cho thương mại.